Bạn sẽ làm gì khi bị nhốt trong container lạnh? Đó là câu hỏi của nhiều người khi đọc tin vụ 39 người trong container khi di cư sang Anh. Để sống sót, hãy làm những điều dưới đây, vì đến lúc phải tìm đường sống thì phải tìm mọi cách. Việc đầu tiên, đừng lên cố đập phá, khóc lóc hay gào thét, hoặc các hoạt động cho người nóng lên để chống lại cái lạnh. Bởi vì nếu hoạt động nhiều, khóc lóc hoặc làm bất cứ điều gì cũng chỉ làm tiêu hao nhiều hơn lượng khí oxy, thải ra nhiều khí CO2. Và nếu bạn không đi vì lạnh thì cũng đi về thiếu dưỡng khí hoặc ngộ độc khí CO2. Và cái container chắc chắn như thế bạn sẽ không thể dùng sức của mình đập ra được đâu. Và những điều dưới đây là bạn nên cần làm. Điều thứ nhất, bạn hãy bịt khe gió của máy lạnh. Luồng gió lạnh sẽ đưa mắt bạn tới đầu xe. Suy nghĩ một chút, bạn sẽ hiểu máy lạnh container nằm ở đó. Khi bạn tới đó sẽ thấy phía trên nó có một khe lút hút gió vào, vòng màu đỏ. Phía dưới có một khe gió thổi ra, vòng màu xanh. Chuyện bây giờ là chúng ta hãy bịt nó lại. Tốt nhất là bịt ở khe trên, nếu không bịt ở khe dưới cũng được. Khi bị bịt một khe thì máy lạnh sẽ bị cắt rời với container và sẽ không bị lạnh nữa. Việc bịt các khe đó không khó, bạn có thể dùng hàng hóa hoặc ngay chính quần áo của mình. Vấn đề thứ hai bạn cần phải làm đó là giảm thiểu khí CO2. Khi đã hết lạnh, việc bạn phải đối phó tiếp theo là không khí. Cái này thì dễ hơn bởi tất cả các container đều có từ 4 đến 8 lỗ thoát nước để phòng hàng hóa bị ngập nếu có hàng hóa nào chảy nước ra. Trái với suy nghĩ thông thường là chúng ta sẽ kê mũi hít vào, bạn hãy chu miệng thở ra ở lỗ đó. Bởi vì khi chúng ta thở ra thì càng nhiều khí CO2 sẽ ra ngoài, bạn sẽ không bị ngộ độc. Điều này sẽ làm cho bạn thoát chết. Việc thứ ba, hãy làm hỏng máy lạnh. Điểm yếu nhất của container là cái cửa hút gió. Hãy tìm trong hàng hóa bất thứ cái gì có thể bỏ vào được thì bỏ. Từ bơ, sữa, đậu lành. Chúng sẽ tràn xuống hệ thống trao đổi nhiệt, bám vào các cánh quạt và phá hủy nó. Tiếng động của cánh quạt phá hủy không nhỏ hơn tiếng máy xe và hơn ngàn lần tiếng đập thùng của bạn. Hãy lục tung hàng hóa, đó là vũ khí của bạn. May mắn bạn sẽ kiếm được thứ gì đó để khoét các lỗ thoát nước để bự ra và chúng ta sẽ dễ thở hơn. Bài học rút ra là đừng bao giờ ngồi im chờ chết. Hãy quan sát và suy nghĩ tìm con đường sống. Nó luôn luôn tồn tại đâu đó quanh gần bạn.